Cán Chim Đất Việt xin chào tất cả các bác. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bác một số cái mẫu lồng mà hiện tại Cán Chim Đất Việt đang sử dụng tại nhà. Và trong video này các bạn nhìn thấy ngay là cái mẫu lồng tắm rất là đẹp. Đây là mẫu lồng làm từ gỗ lim nan cáp quang. Đấy, chất lượng rất là bền và thợ làm rất là kỹ. Các bạn có thể đang nhìn thấy ở đây. Cái mẫu đầu tiên xin chia sẻ với các bác là cái mẫu lồng tắm khay sành này. Đấy. Đấy, chúng ta có thể mở nắp lên. Phía trong là một chiếc khay sành, chúng ta có thể cho nước vào đây để tắm. Và khi tắm ấy thì cái móng con chim nó sẽ mềm ra và nó đẫu lên cái thành xung quanh cái thành này, kết hợp nó mài móng luôn, nó cũng khá là hiệu quả. Đấy, rất là hay. Con chim mà tắm ở trong khay sành nhìn rất là đã các bạn nhé. Đấy. Và với cái mẫu lồng như thế này, chúng ta có thể sử dụng tắm cho họa mi này, chích chòe này, chòe than rồi chòe lửa, chào màu, khứa cô gái vân vân, rất là hợp lý. Các bạn đang thấy ở đây máy rất là chi tiết cho các bạn, độ bền rất là cao các bạn nhé. Đấy. Giá một chiếc lồng này, giá một chiếc lồng khay sành như thế này nếu mua tại nhà mình là 400.000. Đấy. Nếu ship đi cho các bạn ở xa phải mang đi gửi ấy, thì giá của nó sẽ là 450.000 cộng thêm cước phí. Đấy, mình nói rõ ràng như vậy để các bạn có thể là nắm được cái thông tin về sản phẩm cũng như là cái giá cả để cho các bạn rõ ràng luôn. Đấy. Cái mẫu thứ hai muốn chia sẻ với các bạn đó là cái mẫu lồng khay nhựa. Đấy, như các bạn đang nhìn thấy ở đây vẫn là cái chất liệu rất là tốt, gỗ tốt, nan cáp quang. Đấy. Tuy nhiên cái dáng của nó sẽ khác và sử dụng khay nhựa dành cho những cái con chim mà nó thích tắm ở khay nhựa như thế này. Đấy. Thì giá của chiếc lồng này là nếu mua tại nhà là 300.000 các bạn nhé. Đây. Mua tại nhà là 300.000. Còn các bạn ở xa thì nếu mình mang đi gửi giá của nó là 350.000 và cộng thêm cước phí. Đấy. Mình phong cách của mình chia sẻ rất là rõ để các bạn có thể là nắm được luôn. Đấy. Đây là hai cái sản phẩm nổi bật. Tiếp theo, các bạn có thể đang nhìn thấy ở đây là một sản phẩm lồng chạy đất cho họa mi, cho khứu, cho chòe. Các bạn đã biết rồi, để chúng ta nuôi một con chim nó có thể lực tốt và lấy lại lửa tốt mà mình chia sẻ trong rất nhiều bài trên kênh Cám Chim Đất Việt hoặc là kênh Chim Cảnh Đất Việt trên YouTube đấy, cũng như trên Facebook, thì đây là một cái mẫu lồng chạy đất. Đây cái mẫu lồng sử dụng nan cáp quang và chất liệu gỗ tốt. Các bạn thấy đấy, hàng làm rất là kỹ. Các bạn có thể nhìn chất liệu được không? Chúng ta nhận ra rồi. Phía cửa thiết kế hai đầu đây. Đấy. Đấy. Thì như ở nhà mình đang sử dụng tại đây với cái mẫu như thế này. Đấy. Và cái mẫu lồng lồng đất này chúng ta có thể tháo rời từng mảnh ra được các bạn nhé. Đấy. Đấy, mình bỏ xuống. Đấy, ví dụ của mình đây, mở cái nắp lên. Đấy. Rồi. Chúng ta đây, phía trong này các bạn này. Phía dưới là một cái đáy sàn alu, chúng ta có thể giải đất, này, cát, sỏi vân vân ở dưới này. Đây là mình đang chuẩn bị làm cho cái nhà mình luôn. Đấy. Đây. Đấy. Thì tùy cái kích cỡ của các bạn thì giá của cái lồng này thì nó rơi vào tầm khoảng từ 2 triệu trở lên. Đấy, 2 triệu trở lên, tùy kích cỡ của các bạn có thể đặt nhá. Đấy. Ví dụ như cái lồng này này, lồng này nhà mình đang đặt cái chiều dài của nó khoảng 1,5 m các bạn nhé. Chiều cao rơi vào tầm khoảng 70, còn chiều ngang thì nó rơi vào tầm khoảng 45. Đấy, khoảng tầm đó. Đây, đây là cái mẫu lồng chạy đất tại nhà mình. Và bắt buộc những cái con chim họa mi của nhà mình ấy, phần lớn là mình tập lực hoặc là kể cả những con chòe than cũng vậy, tập lực ở đây. Thì đây là mình chia sẻ rất là cụ thể những cái mẫu lồng nhà mình đang sử dụng và cũng có thể là chia sẻ lại với anh em. Đấy. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi và ủng hộ kênh Cám Chim Đất Việt trên YouTube cũng như là trên Facebook. Chào tất cả các bác.